phải những người cái miệng mà size XXL nha em. Size XXL. Ờ, size cái miệng này khi mà hát là chắc chắn sẽ không được. Nó bị nhỏ, nó bị chúm chím quá. Cái miệng này thổi kèn đâu được. Nó thổi saxophone rồi đó, chúm chúm lại, chúm lại. Còn những người mà ca sĩ là phải cái miệng như em để có thể tống hơi ra. Cái miệng như anh là dùng để live stream thôi. Cái miệng như em là bán hàng, bán chợ trời. Cái miệng như em á là các bạn chắc các bạn phải dạy tới đây nè. Ngon chứ? Dạ ngon anh. Ngon sao? Khi mà mình cắn miếng bánh mì vô thì cái vị bơ nó hòa quyện với bánh mì. Không có bơ nha, bánh mì không có bơ. Cái gì anh, cái bột bột cái gì? Ba tê. Nó hòa quyện với nhau tạo cái hương vị mà nó sọt lên cái khứu giác của mình. Ảnh hưởng cái khứu giác của dù mũi bị sữa, dù nó giảm thì cũng được. Cái vị ngon của nó, nó mới xông lên cái sống mũi, ngay cái đây nó the the cái sống mũi. Trời ơi, ba tê mà. Ba tê mà the the sống mũi. Một sự cảm nhận vô cùng dối trá. Ôi, các bạn bên trái ơi, các bạn bên phải ơi, các bạn trên lầu ơi, cảm ơn mọi người. Ủa gì vậy, vận động trường hả? Không phải, Lâm xuất hiện ở đâu thì cũng có cái bài y chang vậy trơn đó. Lẽ ra còn cái khúc sau nữa đó thành các bạn bên trái ơi, các bạn bên phải ơi, trên lầu ơi, dưới nhà xe ơi, hai tay giơ lên nào đó. Dạ, lời nói đầu tiên cho danh nhân Thành Đạt cũng như là vận động viên Cự Tạ gửi đến tất cả mọi người được sức khỏe trọn trọng nhất ạ. Kể nghe xem tình hình buôn bán của em giờ này thế nào. Dạ, buôn bán vẫn ế đều. Em thắc mắc là tại sao gọi bạn là doanh nhân và bán là bán cái gì ấy? Bán tất cả các mặt hàng. Rồi, tại vì em like cái gì là em đội cái đó. Ví dụ bữa đó em like sầm sườn sầm sẻ, em đội sườn sẻ đến đầu. Là gì? Là sườn xám sẻ đúng không? Sườn xám mà sẻ nè. Dạ, anh Giang cần đi quán đội đâu không? Quán anh đang ổn định. Bây giờ tụi nó duyên quá rồi. Thích bây giờ giải trí. Bây giờ chọn ai? Bây giờ hai đứa đều duyên rồi sao vậy? Chọn em đi anh. Ngoài nhan sắc và em có cái giọng hát của mình nữa. À, có không? Ca một bài liền. Dạ, đây là bài hát mà do một fan hâm mộ viết tặng riêng cho em. Xuất sắc. Dạ, em xin trình bày ca khúc được mang tên Anh Dương Lâm Đồng Nai. Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài. Diễn hài không vui nên về đây đi băng lại chim. Em ơi, nó nghe nè, không có khán giả nào mà sáng tác một cái bài mà nó kỳ cục với tên trời á. Em tự sáng tác, em viết giờ em nói đại đi em ơi. Em vô điệp khúc. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời căng thêm sương vui. Chàng trai này nhà ở làng bên, ba má nó sớm hôm tảo tần. Mà giờ đây Dương Lâm thật đẹp trai. Khoan, khoan em quá trời. Nguyên một cái tỉnh Đồng Nai lên đây là cổ vũ cho em phải không? Dạ. Em ở cách nhà Dương Lâm 9 phút đồng hồ. Dạ. Bây giờ không dám về đó ở nữa. Mỗi lần về phải đi ngang qua để kể cho nghe. Về bán cà phê. Bán cà phê. Là lấy cái hình của ổng. Lấy cái hình để lên bán cà phê. Đó, sau để xong giờ dẹp rồi. Dạ, ban đầu là mẹ em cứ bán bình thường thôi, bán khách giảng lai thôi. Mà cũng khách cũng lai rai. Đó, từ ngày cái em đăng quang này nọ, cái mới trụi. Con tôi trụi, trụi dữ trụi. Rồi cái rửa nguyên tấm hình cho bá lửa anh. Quán Bảo Lâm kính mời nè. Mà đứng vậy luôn hả? Đúng, đứng vậy luôn nè. Hay quá ha, giống như cái đèn thần. Cầm ai vô. Hồi xưa đó người ta còn biết là khách giảng lai like, ở lâu lâu ta không biết nhà ai ta ghé đúng không? Nhiều khi nhìn đứng cái thứ này sẽ ghét không vô. Mà bình thường là mẹ bán nước mía nữa, mà nghệ sĩ người ta kỵ nước mía. Đúng rồi. Đó là từ khi mà mở nước mía là em không có show luôn anh Thành. Từ đó mới chuyển qua bán hàng trên mạng đó. Anh Nghĩa, mấy giờ dẹp đừng hát hò nữa mà kêu nó ngồi talk show đi, mình ngồi chắc chuyện nhau nghe. Ngồi nói chuyện thôi. Ngồi nói chuyện thôi. Ca sĩ đừng cho ra nữa, cho ngồi đâu luôn à. Thôi, tội nghiệp người ta. Puka, em nghĩ dạ. Sao? Em muốn về với ai? Dạ, ai em cũng muốn hết trơn á. Em nói từ trái tim của em đi. Dạ, thật lòng trái tim em. Em muốn anh nào? Anh Trường Giang, anh Trấn Thành hay muốn về với anh Diệp Tiên? Anh hỏi câu hỏi khó. Không lẽ giờ em ra em lấy xe em chạy về nhà chứ. Rồi thôi Dương Lâm nói đi em muốn về ai nè. Dạ em ai cũng được.
về anh càng thích hơn. Rồi sau hai đứa này nó bình bông nảy chuối ghê luôn vậy đó. Bây giờ anh quy định luôn, Puka về với Trấn Thành, Dương Lâm về với Trường Giang. Em thì em nghĩ anh này không phải là dancer, mà anh ta chắc chắn là thợ sửa điện thoại. Sao mà cầm cái điện thoại vô nghĩa mà cầm hoài như vậy? Ừ không. Lâm ơi, nhà tài trợ đó Lâm. Em ơi, từ nay về sau em không còn có mặt trong chương trình này nữa em nhé. Em xin lỗi, xin mời chương trình cắt khúc này giùm em. Xin mời chương trình. Lâm à Lâm, trên đời này không có gì là vô nghĩa em nhé. Dạ dạ. Chẳng hạn như việc livestream cũng không có gì là vô nghĩa cả. Với lại khi mà em thấy anh nhảy đó thì cái mặt của anh lúc nào cũng vậy nè, rất là thần thái. Em phát hiện là anh chồng năng xứ. Mà thường thường những người chồng năng xứ không bao giờ hát hay như em với Puka. Anh sợ luôn. Em nghĩ anh này là hát dở. Tại vì khi mà làm năng xứ đó thôi, thì thôi. Cái tiếng lưỡi của mình. Khoan em chưa nói xong. Đừng nói năng xứ nữa. Hai em. Gì? Tự nhiên mọi người tém môi lại hết. Em nghĩ là anh này không hát hay, bởi vì răng sứ nó làm ảnh hưởng lắm. Nó ảnh hưởng tới thần kinh. Khi trồng răng sứ người ta rút tủy em phải không? Có. Cho nên nó ảnh hưởng tới thần kinh. Ủa cái đó phải rút tủy hả? Có rút tủy mới làm được anh. Anh chỉ nghĩ là nó bào cho nó đắp sứ vô thôi chứ. Dạ em là bị rút nên thần kinh em nó. Hả Lâm, ý kiến của em nè. Không, em nghĩ chị hát cũng được đâu. Mặt chị hát kỳ quá, bà đi mà đọc rap á. Em thấy cái khẩu hình bà đi đọc rap á. Mưa, thấy vậy là rõ ràng. Em nghĩ là bà này hát được. Bà này chắc live stream chung với là Bảo Lâm. Cái miệng mà nói cũng cái lặng cái lậu chứ không phải là ca đâu. Đúng là cái hình trên clip là cái khuôn mặt đó không phải là khuôn mặt đang hát. Đúng rồi. Khuôn mặt nó đang trả bài cho cái ông quay phim. Bắt đầu. Em đi có non đi, em đi chơi có non đi, 2, 3. Em đi trên con non gặp đôi bờ chiều mưa. Đó, vậy vậy vậy, vậy. Phải những người cái miệng mà size XXL nha em. XXL. Size cái miệng nhìn khi mà hát là chắc chắn sẽ không được. Nó bị nhỏ, nó bị chúm chím quá. Cái miệng này thổi kèn đâu được. Nó thổi saxophone rồi đó, chúm lại. Còn những người mà ca sĩ là phải cái miệng như em để có thể tống hơi ra. Cái miệng như anh là dùng để livestream thôi. Cái miệng như em là bán hàng, bán chợ trời. Cái miệng như em á là các bạn chắc các bạn phải dễ tới đây nè. Cậu bé nó hiền quá, dễ thương quá mà nổi lòng nào loại người ta. Học năm 2 hả em? Em học năm 2 hả? Dạ không, em năm cuối rồi. Năm cuối rồi là em đã có sắp tới có công việc gì chưa hay là sao, dự định gì chưa? Dạ em dự định sẽ đi học tiếp ạ. Rồi mình làm gì để mình có thu nhập đi học? Dạ em hiện tại em cũng có đi hát ở các tụ điểm cũng như là nhà hàng ạ. À cũng đi hát để mình vừa đam mê thỏa mãn mà vừa kiếm tiền. Rồi đến với chương trình này cũng hy vọng là được bước vào vòng 3 để có 10 triệu đồng. Nhưng đã có những người dập tắt ước mơ đó của em. Ai vậy? Ai mà kỳ cục vậy? Anh Thành đó. Trời ơi, anh ơi, thiệt nó thúi em xong bây giờ nó nói em không ngờ em của em nói vậy luôn. Thôi mơ gia đình em xào xáo quá, giờ đổ thừa qua lại làm gì. Nhuộm tóc nhuộm luôn não rồi thiệt. Còn một cánh cửa khác cho em nha. Qua nhờ anh Lâm livestream giới thiệu em. Mọi người ơi, chia sẻ livestream mọi người ơi. Anh hay lắm mọi người ơi. Đã bị anh Trấn Thành loại rồi mọi người ơi. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay nha. Chào tạm biệt em. Trời ơi. Em chào cả em. Chị lát cho em xin miếng nha chị. Trời ơi. Rồi em thua. Chị, bây giờ mình dùng món nào trước chị? Bây giờ thì mình sẽ đi từ Bắc vào Nam nha. Dạ. Đầu tiên thì mình sẽ dùng là bánh mì Hải Phòng. Hải Phòng là cái này nè. Đúng rồi. Đây, bây giờ mình sẽ ăn cái này trước gì hả? Rồi, bây giờ chị sẽ lấy cái thớt. Chị mới chọi gì với người em, chị em thích em hả? Rồi, mình sẽ cắt lại mỗi người một phần ha. Trước khi ăn là mình phải chải cái này phải không anh? Thì mấy đứa muốn làm gì làm, đừng ăn rồi. Chạy đó để chạy những miếng cái túi đó, đỡ dơ áo đó. Yeah. Yeah. Quá tuyệt vời. Chà, ảnh kẻ tới 6 cái lần. Rồi, đây. Lady first. Cẩn thận đi ta. Cho em là người phụ nữ thứ hai. Anh sao Nguyễn Giang, anh chịu. Em xin phần còn lại với anh. Đây, chúng ta thấy không? Bánh mì là có pate và tương ớt. Mình vô đi, mình vô đi. Rất mình vô là đi, ngon luôn, thật sự. Vô. Ôi ôi, cái pate nó thơm. Nó giòn, nó thơm, nó béo.
rất ngậy, rất là hợp lý. Như vậy thôi mà đã rất là ngon rồi đó. Em không nghĩ là như vậy. Em muốn lưỡi đúng không? Mơ mộng đi cưng. Không, ngon lắm luôn á. Thôi cái mặt nói ngon lắm luôn mà đâu có thấy ngon gì đâu. Phải không có thể hiện được. Em ngửi thôi. Ngửi thử thơm lắm nè, xưa ngửi thử đi, ngửi thử. Thôi không ngửi. Gì vậy? Gì vậy? Đừng nào người ta cho mình thấy ăn chứ đừng ăn bổ ả vậy chứ không? Để anh xin cho em ăn. Mọi người ơi, mọi người có thể cho em xin một miếng bánh mì. Đây chị có tôn giả để em nuốt đi cưng, để em nuốt. Lắm, ngon cưng. Dạ ngon anh. Ngon sao? Khi mà mình cắn miếng bánh mì vô thì cái vị bơ nó hòa quyện với bánh mì. Không có bơ nha, bánh mì không có bơ. Cái gì anh, cái bột bột cái gì? Ba tê. Nó hòa quyện với nhau tạo cái hương vị mà nó sọt lên cái khứu giác của mình. Ảnh hưởng cái khứu giác của dùng mũi bị sữa, dùng giảm thì cũng được. Cái vị ngon của nó, nó mới xông lên cái sống mũi, ngay cái đây nè, the the cái sống mũi. Trời ơi, ba tê mà. Ba tê mà the the sống mũi. Một sự cảm nhận vô cùng dối trá. Chúng ta được ăn rồi mấy đứa ơi. Bây giờ mình ăn cái gì ta? Món này ở nhà ăn hoài. Ủa nhà em nấu nấu móng tay không hả? Nhưng mà quan trọng là ăn ở đây. Ăn cái chương trình Thiên Đường Quan trọng là chiến thắng. Bây giờ mình ăn món gì trước? Mình sẽ ăn cái món bánh mì kebab trước nha. Hình như họ biết trước thì sao họ làm cái bốn cuốn rồi. Ngại quá. Kiểu vừa đủ không? Mặt anh Lâm sao vậy anh Lâm? Bánh mì kebab của chị Kiệt. Chúng ta mỗi khóc giữa cơn mưa, mây thấu đâu là chạm đáy của nỗi đau. Dĩ nhiên. Là mình chấm một chút xíu, chấm là sốt mayonnaise. Ủa cái này nè. Em làm nhé. Nhỏ Sam ha, nó chiến thắng mà sao vẫn rụt rè ta. Hồi nãy mình được ông Hoàng cắt cho mình ăn á ha. Ôi mình tự lấy, mình tự lấy đi kìa. Nãy giờ miếng không mình thơm, cái rau nó giòn. Ở bên Tây á, người ta có thể sử dụng bánh mì mỗi ngày, thậm chí cả tuần người ta ăn bánh mì. Anh ăn đi, anh nói chi vậy, ai kêu anh nói đâu. Tại vì bên Tây á, người ta cũng bánh ăn cơm. Ngon mà. Nó béo mà nó ngon kinh khủng luôn. Cái vị của nó bùi bùi á, kết hợp với lại thịt nè, thịt nướng với lại rau á là nó vừa quyện qua quyện lại vừa đủ. Chủ đề mình là bánh mì, em nói liên quan tới bánh mì xíu nha. Bánh mì hả? Cái bánh mì thì lần em nói thiệt nhau là lần đầu tiên ăn luôn á. Dạ em thấy cái bánh mì này á, nó không có giống như cái bánh mì mà em ăn ở ngoài đường. Rồi cái bánh mì này nó là một cái lớp rất là mỏng. Em ơi, ở ngoài đường em ăn bánh mì lề đường, còn đây là đầu bếp thượng hạng. Dạ nó khác như chỗ đó anh. Xong rồi cái có fan fan này thấy không? Vậy ăn cái này cũng có khoai tây nữa anh. Lần đầu tiên em ăn có khoai tây không? Có mặn, có cây giòn quá. Ngon quá. Em ăn rơi rụng quá sao em ơi. Cái nước ăn vệ sinh chứ mình ăn đi. Nhưng là thiệt tình là tụi em thắng mà tụi anh cũng không thích lắm nha. Nói là bị thua tự sao rồi. Sao xin xa. Ở lộn Đông Sương. Ngon ngon, ngon hơn bánh mì ốp la nhiều. Biết ngon rồi. Nó vẫn nhắc đến mì ốp la. Bò cũng ngon, thịt gà cũng ngon. Mà không có rau nữa. Nãy chị ăn rồi em không quan tâm lắm. Hồi nãy chị ăn ăn cái khác. Em tả cũng ngon đó Cương ơi. Thật sự ngon. Có thể chúng ta ngồi trên bàn này mình thấy. Nhưng những khoảnh khắc chúng ta làm gì thì sóng điều hình đều thấy hết. Đề nghị bỏ cái ấy lên lại đi Cương ơi. Trời ơi, ở đây người ta chuẩn bị 4 cái hamburger cho ông Hoàng Hạnh Phúc với lại 3 người chơi mà tự nhiên bên kia không biết ai nữa. Chắc anh Năm quá à, anh Năm. Trời ơi, cái hoa để tập chân nè, cái ý đồ tập chân cái Lâm. Hoa. Em là một nghệ sĩ hài đang trên đường. Thôi được anh ơi. Được đem được nghệ sĩ rồi ta. Em có lấy cái gì đâu trời. Trời ơi, đưa vô cái chén. Cái móng tay của người ta có đưa vô cái chén kìa. Bỏ vô cái chén lộn luôn rồi, ai dám ăn. Chưa biết gì hết. Lúc nào cũng vậy, thử cái. Mà không nói được câu nào.
chưa lên món nữa kìa. Nó độ xốp bên trong rất là mềm, cực kỳ thơm luôn. Không, em mời mọi người ăn thử món này thật sự. Trời ơi, người ta mới có lòng tự trọng như em mà ăn thua mà ăn em. Không, anh ăn ăn à. Em tự trọng anh gì? Tự trọng tự ái gì bỏ hết nha. Dương Lâm. Dạ. Em là nghệ sĩ à? Trời, anh nói nghệ sĩ thì em vẫn ăn, bạn mời thì em sẽ ăn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nghệ sĩ gì? Ngon quá, mấy mầm ngon.